cỡ thưởng. Đi là con rối này có một chút sức mạnh của hồn phách, nhưng lại vô cùng suy yếu, thậm chí có thể không tính tới. Nhưng lại là thứ không tồn tại trên con rối mà chúng ta luyện chế. Hành động lớn như vậy. Ồ, cùng mãnh sư à. Cô đầu hộ, ngươi cảm thấy như con rối này như thế nào? Từ vẻ bề ngoài mà thấy, những con rối này vô cùng vô tâm, thậm chí có thể nói là vô cùng kém. Chứ dù là tu sĩ vừa tiếp xúc với con đường luyện chế con rối, thì cũng có thể luyện chế ra được. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì những con rối này dường như giống hệt nhau, gần như là hòa dặn, cũng không có gì sai lệch. Nếu những thứ này không phải là con rối, thì ta còn thật là cho rằng là một loại linh sinh linh gì gì nào đó. Lời của cổ đạo hữu không sai. Trong động này rốt cuộc còn giấu gì đây? Trường đạo hữu, nói trong động này vô cùng hung hiểm, không cho phép chúng ta tiến vào. Hầu đạo hữu, chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng đó. Trường đạo hữu vô cùng quen thuộc với lời này. Lời đạo hữu nói chắc chắn có đạo lý. Nếu lòng manh động tiến vào, không chỉ rơi vào hiểm cảnh mà còn có khả năng hấp dẫn cuộc rối cường đại. Ta cũng nghĩ như vậy, mới chưa hạ được quyết định. Chẳng qua đã tới nơi này thì chúng ta phải ở nơi này chờ xem một chút, rốt cuộc có những con rối xuất hiện hay không. Ngày thứ hai, ngươi nghe xem, bên trong dường như có một số tiếng lộc cộc không. Chúng ta mau vào tiến hành thăm dò từ kết quả. Vẫn là thôi đi. Trương đạo hữu đã đặc biệt căn dặn, chú ý đừng có chọc vào những con rối cường đại gì đó. Cô đạo hữu, chỗ này của ta có một con linh quy. Quy này tức là vô cùng suy yếu, mai lại kiên cố, linh thú vô thông khó mà có thể làm nó bị thương được. Không bằng để con linh thú này tiến vào thăm dò kết quả đi. Nếu như thực sự có con rối cường đại, thì linh quy này có thể chết cũng sẽ không dẫn nó ra ngoài. Hồ đạo hữu, ngươi thu hồi lại thần thức trong linh quy đi, tránh cho thần thức chịu tổn thương. Nếu như linh quy này không chịu tổn hại, sợ rằng hồ đạo hữu nhất định sẽ tiến vào. Xem ra trong hoạt động này dường như không có vật hung ác, chúng ta có phải đã quá lo lắng rồi không? Chờ ta gọi linh quy quay về, sau đó thì đưa toàn bộ thần thức của ta tiến vào linh quy. Hồ đạo hữu, không ổn rồi, linh quy chết rồi. May vợ vừa nãy cô đạo hữu nhắc nhở, không thì thần thức của ta chia ra tổn hại lớn rồi. Linh quy đột nhiên bị giết, thậm chí còn không rõ bất kỳ hiện tượng và dấu hiệu nào. Trong hoạt động này nhất định có hồn thú không tầm thường. Phòng ngự của linh quy cực cao mà cũng bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng đạo hữu nội tâm kia, nó tiến vào trong đó, sợ rằng tu vi căn bản khó mà chống lại được. Lúc trước ta cũng cho rằng thường mình nghiệt có mấy phần nó quá, không ngờ vậy mà lại cường đại như vậy. Không rồi, nhưng đệ tử nội môn kia nhất định không nhìn được mơ hoặc mà đã tiến vào bên trong thăm dò rồi. Hiện tại một chút là phải tập hợp những tu sĩ khác lại một chút, không xuất hiện con rối cường đại, chúng ta mới có thể tiếp tục. Hiện tại ấy rằng phải rời nơi này trước rồi. Chứ vị đạo hữu, hãy tụ tập lại cùng nhau trước. Ta sẽ tập hợp những con rối nhỏ xung quanh giết sạch sẽ trước sau, đó sẽ phân chia tìm kiếm. Trương Minh Nghiệt, chuyện tốt mà người làm. Con rối trong động mạnh như vậy, sao người không đổi sớm? Hồ đạo hữu, lẽ nào ta chưa nói qua sao? Chuyện này cô đạo hữu và các vị đều có thể làm chứng. Ta không biết hồ đạo hữu nghĩ thế nào, nhưng đệ tử nội môn căn bản không thèm liếc ta một cái. Ngươi cũng suy nghĩ vì bọn họ nhiều như vậy. Được rồi, hai vị đều bớt vài câu đi. Hiện tại phải nhanh chóng tìm được những đệ tử nội tông kia. Một khi những đệ tử nội tông tổn thương quá nhiều, thì nội tông trách phạt xuống, ngay cả tông chủ cũng phải chịu trách nhiệm, thì càng đừng nói tới
ta là người. Có đồ hồ nào nói như vậy, có thể đi tìm những đệ tử nội tông kia. Chẳng qua thời gian cấp bách, chúng ta buộc phải giết chết những con rối cấp thấp này. Bằng không thì toàn bộ những con rối này mà xông ra khỏi bí địa, uy lực sẽ trở nên mạnh hơn. Ta còn đang nghĩ, thì các ngươi làm cái gì rồi thì ra trốn ở nơi này? Mau đi theo ta, có chuyện gấp ai dám rỉ hỏi ta sẽ giết chết cái đó. Mấy cái tên phế vào các người ngay ra đó làm cái gì? Không nghe nãy ta nói sao? Để trì hoãn thì tất cả các người đều không giữ được mà. Tông chủ đã nói các người buộc phải nghe theo mệnh lệnh của đệ tử nội tông chúng ta. Thác bà đầu hữu, rốt cuộc là có chuyện gì gấp? Những người đâu? Lấy nào không phải? Lấy nào người không nghe thấy sao? Nhiều sông sư muội hiện tại bị nhốt ở một nơi trong động, sống chết chưa rõ, các người mau đi giúp đỡ. Cái gì? Có người tiến vào bên trong động. Lúc trước ta đã nói trong động vô cùng hung hiểm, dù sao thì cũng không thể tiến vào. Hơn nữa một khi tiến vào thì cũng không thể nào có khả năng sống sót. Hai vị vẫn nên quay về ngăn cản những vị đạo hữu. Đạo hữu khác đi nạp mạng đi. Hầu đạo hữu, nó tìm được đệ tử nội tông thì ngươi có thể để bọn họ tự tiến thông báo. Thời gian của chúng ta cấp bách, không có thời gian nhiều để lãng phí. Các người vậy mà lại không nghe ta, vậy mà lại dám phản bội lệnh của tổng chủ, ai cũng không được phép rời đi. Thật bà đầu hổ, các người lần đầu tiên vào bí địa có lẽ không hiểu rõ, lúc trước ta cũng không hiểu rõ, hiện tại cũng coi như là hiểu được. Nhưng hung hiểm trong động, tiến vào trong động buộc phải chết, không còn nghi ngờ. Cái tên chết tiệt nói toàn những lời thừa, ai muốn nghe người nói linh tinh chứ? Mấy cái tên đệ tử ngồi tầm các người trời sinh đã là phế vật trời sinh rồi. Đệ tử nội môn chúng ta mạo hiểm vì các người mà các ngươi lại làm rùa rụt cổ. Hôm nay ta sẽ đại diện nội tông trừng trị phần tử cản bá các ngươi. Đào hổ, những lời này có phải hơi quá rồi không? Ngươi thì là cái thá gì cũng dám nói chuyện với ta? Chỉ là một đệ tử bình thường của Minh Nguyệt Tông, nhưng cũng biết ba chữ nhân thiện lễ. Không nói chuyện với trường đầu hổ đã nhắc các ngươi chuyện trong động có nguy hiểm. Vì chỉ riêng cái ngũ khí vên cái mặt sai khiến như người thế này của các người thật sự không coi chúng ta là hạ nhân sao? Tu vi ngội tông chúng ta mỗi năm việc tông giết trừ con rối. Nếu như người không có tu sĩ tại đây thì Minh Nguyệt Tông làm sao mà đổ lấy nhiều năm yên bình như vậy? Mà các người chiếm cứ tài nguyên tốt nhất, tới nơi này cũng không hành theo pháp tắc, mà còn ngược lại gây ra phiền phức. Người những năm nay có vô số đạo sĩ đã chết bị thương ở đây. Hơn nữa bởi vì người chết và bị thương quá nhiều, vẫn còn dẫn tới một lần con rối tuôn ra, không tiến vào hang động nào. Đây chính là lực bất thành văn của bí địa. Thác bạc đạo hữu vẫn nên cố sức mà ngăn cản những người khác tiến vào trong động đi. Anh nói linh tinh, thân thức của nhiều sông sư muội cùng với những người khác chưa hề biến mất, mệnh bài cũng chưa nát dụng. Bọn họ chỉ là bị nhốt ở đồng đó. Mấy người các người càng quấy, không muốn cứu người mà thôi. Nếu như thực sự bị nhốt ở bên trong thì tu sĩ nội tông các người rõ ràng có hơn 10 người, từng người đều là tu vi cực cao. Vì sao các người không tiến vào bên trong cứu họ? Nhưng xong chưa mọi bị trốt cho trong đó, những tu sĩ khác thì lại không muốn tiến vào đó mạo hiểm. Hết cách đành phải tìm những tu sĩ phổ thông vào tiến vào trong để xem xét kết quả. Không ngờ tới bọn họ lại từ chối quả quyết như vậy. Ta khuyên nhị vị ai mau chóng quay về đi, ngăn cản những tu sĩ khác một khi tiến vào bên trong vào nhiều người, chết nhiều người hơn, chắc chắn sẽ hấp dẫn những con rối cường đại hơn xuất hiện. Tới khi đó việc diệt sạch con rối căn bản không thể hoàn thành. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ trải qua sự tấn công từ những con rối kia. Trường đạo hữu, huynh nói những con rối cường đại kia chỉ xuất hiện sau khi tu sĩ chết đi. Đúng vậy, chẳng qua tính ra thì đã có rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện, bởi vì những năm này chưa từng có ai vào trong đó. Có phải tu sĩ chết đi càng nhiều thì con rối cường đại xuất hiện sẽ càng nhiều hơn không? Có lẽ là như vậy. Nếu như ta đoán không sai thì đằng sau những con rối này nhất định là có thứ gì đó đang thao túng. Có lẽ là một loại sinh linh cường đại nào đó, hoặc là sự tồn tại chưa từng được tiếp xúc, dựa vào việc hấp thụ sự sống
của thao tu sĩ thao túng những con rối này. Linh hồn, đây là thứ chỉ có sinh linh mới có. Những con rối bậc thấp này được luyện chế cậu thả như vậy, điều khiến cho những con rối này chuyển động chính là những linh hồn. Trường đạo hữu, các huynh tiến vào bí địa kia nhiều lần, có từng gặp những yêu thú cường đại nào ở nơi này hay không? Cái này ngược lại chưa từng gặp. Thác bà đạo hữu, hiện tại các người vẫn chưa hiểu sao? Lập tức bảo tất cả đệ tử nội tông quay về, bất cứ ai cũng không được phép vào trong động. Một khi tiến vào trong đó, người chết không chỉ là các người, mà là những kiếp nạn lớn đối với Minh Nghĩa Tông ta. Bọn như sông sư muội tiến vào trong đó thời gian cũng không ngắn, nhưng tần tức của bọn họ vẫn còn tồn tại như cũ. Nếu như thực sự có sinh linh cường đại nào đó, thì bọn họ làm sao có thể sống được chứ? Sự tồn tại có lợi dụng linh hồn thao túng như con rối, giết chết một tu sĩ sau đó là giữ lại ấn ký tần tức thì có gì khó chứ? Sinh linh cường đại đứng đầu sau nhất định là thông tuệ hơn người. Còn ngươi còn có thể cảm nhận được tần tức vì đạo hữu kia, có thể là giả, dẫn dụ các ngươi tiến vào. Không thể bất kỳ tu sĩ nào tiến vào bên trong nữa. Thác đạo đạo hữu, chuyện này nếu như có trách tội thì quay về hết một mình ta, không liên quan tới những người khác. Đệ tử nội môn đều là những càn cờ gốc rễ của mình nghiệp tông ta, không thể tổn thương được. Đây không ổn rồi. Cái loại mùi tanh nồng dưới đất này là con rối cực mạnh. Chư vị đạo hữu, mau quay về mình nghiệp tông đi, nơi này không thể ở đây lâu nữa. Đi thôi. Sao những thứ này đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy? Lẽ nào những tu sĩ nội tông kia đã chết sạch rồi sao? Tu sĩ nội tông cũng chỉ có hơn 20 người, sao lại có khả năng dẫn ra nhiều con rối như vậy? Đằng sau những con rối này rốt cuộc là sinh linh cường đại như thế nào? Hả? Đây là... Ta đã từng gặp một con rối như thế này rồi, nhưng đó là đầu tiên ta tiến vào bí địa, sau khi chết hơn 100 tu sĩ mới xuất hiện. À, chết tiệt. Cái gì? Đây là nơi nào vậy? Tiền nhóc người khá thú vị đó. Tiền bối chính là người thao túng những con rối kia sao? Cũng có thể nói như vậy. Không biết tiền bối có gì chỉ vậy? Những người có thể đồng thời thao túng nhiều con rối như vậy tuyệt đối không phải loại bình thường, cũng có khả năng là có quan hệ gì đó với Minh Nguyệt Tông. Nhất cử nhất động của những tu sĩ các người đều nằm trong cảm giác của ta. Tên nhóc người thú vị nhất, hơn nữa trên người người lại có một loại khí tức vô cùng đặc biệt, cho nên ta mới giữ lại tính mạng của người. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hơn nữa còn cho ngươi một cơ hội cực kỳ tốt. Tiền bối, muốn ta làm cái gì? Nếu tài hại có thể làm được, nhất định sẽ lốc hết sức. Chẳng qua có một số chuyện giảng bối sợ là không làm được. Tu sĩ nhân loại các người tính cách thì khôn khéo, làm gì làm lại làm, không làm thì không làm. Chọc giận ta, ta sẽ khiến người tán mạng tại nơi đây. Nhân loại chúng ta, hắn chẳng lẽ không phải nhân loại? Không cần đoán, ta cho người xem dáng vẻ của ta. Là kim tuấn thú. Đây có lẽ là một con tiên tuấn thú đã thông hoàn toàn linh trí, có thể nói được tiếng người, chỉ ít cũng phải là tu sĩ cảnh giới linh tu. Tên tiểu tử, ngươi tầm từ chín chắn, thấy ta cũng không có quá ngạc nhiên. Tiền bối muốn hợp tác cùng với ta, nhưng trên thực tế tiền bối lại đưa ra bất cứ điều kiện gì ta đều sẽ đồng ý. Ta nguyện vì mạng sống bán mạng cho tiền bối. Tốt, ta không muốn ví lời với người. Lấy kiện bảo vật trên người người ra đây. Bảo vật, nhanh lên đi. Hắn ta muốn cái gì? Hỗn độ không gian mà chủng, chẳng lẽ là vật trứng mua được trong hội đấu giá sao? Thứ tiền bối muốn là cái này sao? Chẳng qua quả trứng này là có được từ đâu? Lấy nào người đã giết hại kiếm tuấn thú nhất tộc chúng ta sao?
Tiên bối hiểu lầm rồi. Vật này là ta mua được từ hội đấu giá. Hơn nữa dựa vào tu vi của ta, làm sao có khả năng giết chết được Tuấn Tú Kim nhất tộc chứ? Điều này ngược lại cũng đúng. Cho dù là kiếm thần thú còn nhỏ cũng có thể giết người dễ dàng. Nhưng quả trứng thú này chính thực là thánh vật của Kim Tuấn Tú nhất tộc ta. Tu sĩ nhân loại các người quá thực là đáng chết mà. Tông Quân Dĩ còn cho rằng trên người người mang theo một số thánh dược của Kim Tuấn Thú chúng ta. Không ngờ tới vậy mà lại là trứng thánh thú này. Ta muốn dĩ muốn giết sạch toàn bộ các người. Chẳng qua hiện tại ta đã thay đổi ý định rồi. Mời tiền bối. Quả trứng thánh thú này vẫn chưa trưởng thành. Ta còn muốn sự trợ giúp từ linh thực của người để thức tỉ nó tiến hóa. Ngoài ra, ngươi còn phá vẽ một thông đạo linh hồn bên trên thần thú, thúc đẩy tiến hóa thông đạo linh hồn. Hắn ta muốn làm cái gì? Tiền bối, tu vi của ta kém cỏi, cách thúc đẩy tiến hóa này sợ rằng không cần phải lo lắng. Chuyện này rất đơn giản. Đặt tay lên trên, đưa linh lực tiến vào đi. Nói là ta đưa vào. Đây rõ ràng là để nó hút đi mới đúng. Ngươi làm như vậy trước đi, sớm ngày thúc đẩy luyện hóa, đối với ta hay ngươi đều tốt. Một khoảng thời gian sau. Quá chậm. Ta không chờ lâu như vậy. Ta nhanh tốc độ đi. Ta ngốc ở nơi quỷ quái này đủ lâu rồi. Ta không bị nhốt ở nơi này thơm nữa. Tiền bối, ta chỉ có thể vừa bổ sung linh lực vừa đưa linh khí vào. Sao lại không để những tu sĩ khác vào đây giúp đỡ? Đủ lâu rồi. Ồn ào ít thôi, là tốt chuyện của bản thân người đi. Tốt, có hiệu quả rồi. Lợi dụng tinh thịt phục hồi, không thể một tiếng trống làm tinh thần hàng hái lên sao? Ngươi cũng yếu quá rồi đấy, trước tu vi như vậy cũng dám tiến vào nơi này. Ta cũng chỉ vừa mới gia nhập vào bên Nguyệt Tông, đã phong mệnh tới nơi này giết con rối rồi. Hả? Tu sĩ nhân loại tiến vào nơi này chính là điều ta muốn. Nếu như các người không tới thì ta còn không vui đâu. Như vậy xem ra tiền bối thực sự là dùng linh hồn để điều khiển những con rối này rồi. Dưới trời đất này có thể có được bí pháp này cũng chỉ có ta. Chẳng qua nếu không thì vài ngàn năm nay không có chuyện để làm, cũng không có khả năng chỉ giác ngộ ra được cách này. Tiền bối, vì sao phải hấp thụ linh hồn linh của những tu sĩ này? Ta tin rằng dựa vào thực lực tiền bối, Minh Nguyệt Tông rất nguyện ý qua lại thân thiết với tiền bối, cung phụng tiền bối. Chờ ngày sau có cơ hội, tự nhiên ta sẽ nói cho người. Chỉ còn người ngoan ngoãn giúp ta thúc đẩy luyện hóa trưng thỉnh thì lão phù có lẽ sẽ suy nghĩ tới chuyện truyền thụ phương pháp khống chế linh hồn con rối cho người. Dựa vào lực cảnh giới linh tồn của hắn ta thì vung tay cái thì có thể diệt được Minh Nguyệt Tông. Nhưng hắn ta lại ngược lại dùng những con rối cấp thấp không ngừng quấy rối Minh Nguyệt Tông. Còn có trứng thánh này rốt cuộc là thứ gì vậy mà lại khiến cho Kim Tuấn Thú kích động và hưng phấn như vậy? Hai chân của hắn là chân giả, cho nên mới không thể rời khỏi nơi này sao? Tỳ tử, cho ngươi cái cục gạch nè. Hả? Đây là linh thạch cực phẩm. Một chống hồi phục linh lực, tiếp tục thúc đẩy luyện hóa đi. Cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Chân đã quay về rồi. Còn tưởng rằng có thể ra còn linh thú chứ, thì ra có thể dùng như vậy. Cuối cùng cũng thấy rời khỏi đây rồi. Cũng còn mỗi ngày chờ mấy cái tên tu sĩ các người tặng linh hồn nữa. Ta trực tiếp ra ngoài giết sạch tất cả mọi người. Minh Nghị Tông phải giết sạch toàn bộ, một tên cũng không thể lưu lại. Ta sẽ lấy người khai đào trước. Tiền bối, không phải đã nói trước rồi sao? Hơn nữa Minh Nghị Tông chúng ta không hề có bất cứ uy hiếp gì với người. Giết những con rối kia chẳng qua chỉ là vì bảo vệ bản thân mà thôi. Nếu như ta không giết sạch toàn bộ các người thì có khả năng sẽ để lộ bí mật của ta. Lão phu bị nhốt ở nơi này cũng là do tu sĩ nhân loại các người làm. Ta đã giúp hắn thoát lậu thân, lại rơi vào kết cục như vậy. Thì ta phải làm sao đây? Dùng thần lực giết chết hắn à? Hôm nay lão phu tâm trạng tốt cho người thể hiện. Nếu ngươi không dám ra tay,
Lão phu đích thân sẽ... Hả? Chuyện gì vậy? Cứ thế mà chết đi sao? Chuyện gì vậy? Phôi thai. Thì ra Trương Thanh Tú không chỉ phục hồi trần quán của hắn ta, mà trực tiếp sinh mới lại cả thân thể. Thu vào trong hỗn độn không gian đi. Cho dù hắn ta sinh ra thì cũng không thể rời khỏi. Ăn những năng dược này đã hồi phục một chút. Mấy ngày này mệt chết rồi. Thứ này vẫn còn một nửa giữ lại để dùng vậy. Mặc dù hiện tại ta đã an toàn, nhưng phải nhanh chóng hết sức rời khỏi đây. Sau khi con rối này đưa ta tới vào đây, xong thì vẫn không hề có phản ứng gì cả. Tình là bất tiện, không biết có thể tu vào mang đi hay không. Con đưa thật này. Vậy được rồi, đi thôi. Xem ra, sau khi bắt ta thì những tu sĩ này vẫn là chết thảm. Nhiều tu sĩ chết thảm như vậy sợ rằng sẽ gây ra chấn động của mình nghiệt tông. Tu sĩ còn sống cũng không tránh được bị trách tội. Huống chi nếu những người còn sống còn tới 10 người thì còn đỡ. Nhưng lại chỉ có một mình ta sợ rằng... Cổ vân lên rồi. Bái kiến tông chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Ngươi chính là Cổ Vân. Nghe nói ngươi cản trở tu sĩ nội tông, còn có quan hệ với con rối bí địa kia. Chắc chắn là ngươi có liên quan tới con rối. Bằng không tại sao nhiều đạo hữu chết như vậy, chỉ còn lại người sống chứ? Còn nữa, vì sao con rối kia lại mang ngươi đi? Chỉ mình ta, Thác Bà đạo hữu, không phải ngươi cũng ở đây sao? Vì sao lần đầu tiên ngươi vào bí cảnh đã xuất hiện cái loại trạng thái này? Ngươi gia nhập vào Minh Nghiệt Tông ta lâu như vậy, lại tinh thông đạo luyện đang còn rối, làm sao chứng minh được chuyện ngươi không có liên quan tới bây giờ? Ngươi giải thích rõ ràng đi. Sư huynh, hỏi chuyện con rối lần sau cũng dễ phòng bị. Tông chủ yên tâm đi, từ nay về sau con rối kia sẽ không xuất hiện nữa. Cái gì? Cổ Vân, ngươi đừng có đánh lừa dư luận. Từ trước tới nay con rối chưa từng nghĩ. Cái gì tường bối? Có lẽ là trưởng lão nội tông cũng đúng không? Xem ra tiền bối hiển nhiên càng bằng lòng tin tưởng đệ tử tham sống sợ chết kia còn hơn con người hơn, mà không bằng lòng tin tưởng ta. Một ngươi sạch sẽ chút đi. Có tin ta một kiếm đã chết ngươi không? Lúc ta vừa quay lại nhìn thấy trên cơ thể trên 100 cổ thi thể, vì sao ngươi lại sống sót được? Lúc tiến vào bí địa trường, hậu đạo hữu đang nói không thể tiến vào động huyệt trong bí địa. Đây đã là thông lệ nhiều năm. Không ngờ thì tới các ngươi lại tự đánh giá mình quá cao, căn bản không thèm nghe. Kết quả thì vài vị đệ tử nội tông đều chết, mà bởi vì cái chết của những đệ tử này mới dẫn tới con rối cường đại. Nếu như không phải do các ngươi thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả chết của đệ tử có liên quan tới việc điều động cái con rối có căn cứ hay không? Đương nhiên là có. Ta đã gặp mặt chủ nhân đứng đằng sau những con rối đó. Cái gì? Ngươi đã gặp được người khống chế con rối sao? Không sai. Hắn ta không phải là con người, mà chỉ là một con kim tướng thú cảnh giới linh tục. Mà hiện tại hắn đã rời đi, cho nên ta mới nói là về sau con rối sẽ không xuất hiện nữa. Đừng hòng nói linh tinh. Yêu thú thì làm sao có thể? Cổ Vân, ngươi nói tiếp đi. Con kim tướng thú này không có hai chân, dựa vào linh mộc luyện chế thành chân giả để hoạt động. Ta đoán là nó có khả năng bởi vì một cơ duyên nào đó mới bị nhốt ở trong bí địa không thể rời đi, cho nên đã dùng linh hồn khống chế con rối. Chỉ cần có tu sĩ chết đi thì sẽ bị hút lấy linh hồn, con rối to lớn kia mới có thể hoạt động. Thẳng cho tin này thì những đệ tử Minh Nguyệt Tông ta cẩn thận thanh lý một số lượng lớn con rối cấp thấp và lại cực ít thương dòng, cho nên mới duy trì được thằng bạc.
mà lần này một số lượng lớn đệ tử nội tông chết đi, vô số linh hồn và kim tuấn thú lấy được. Do vậy hắn ta có thể khởi động được một lượng lớn con rối, và những tu sĩ linh sư chúng ta căn bản không thể nào chống lại được, đã bị các con rối khác bắt toàn bộ rồi. Kim tuấn thú thiếu mất hai chân. Sư huynh, có phải là trong ghi chép? Xem ra tông chủ rõ ràng là biết được gì đó về con kim tuấn thú này. Vậy làm sao người sống sót được? Nghe nói ngươi bị một con rối màu vàng kim bắt đi. Lấy nào ngươi đã đạt được hiệp nghị gì đó với kim tuấn thú sao? Ta quả thực đạt được một sự thỏa hiệp cùng với kim tuấn thú. Ngươi vậy mà lại có thể thỏa thuận đụng với cùng con tuấn thú đó sao? Lá nào tiền bối có thể giết chết được con kim tuấn thú này sao? Cái này, kim tuấn thú cảnh giới linh tồn tuyệt đối không phải thứ mà tu sĩ phổ thông có thể so được. Hơn nữa, cái loại đại yêu thú này có linh trí, lại nắm trong tay đạo con rối cường đại, sợ rằng cường giả linh tồn cũng khó mà đối phó được. Đến tiền bối cùng bỏ tay hết cách với nó, thì đệ tử làm sao có thể chống lại nó chứ? Đệ tử đã dốc hết sức lực, đã được thỏa thuận với kim tuấn thú. Từ đó về sau, hắn ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này, sẽ không tiến gần Minh Nguyệt Tông. Lấy nào đệ tử đã làm sai rồi sao? Còn về những vị đạo hữu bị con rối kia giết chết, trong lòng đệ tử có hổ thẹn, nhưng đây là chuyện xảy ra trước khi đạt được thỏa thuận với kim tuấn thú. Đương nhiên, có người đã nghi ngờ ta có liên quan tới cùng với con tiến thú kia. Làm thế nào đã đạt được thỏa thuận cùng kim tuấn thú? Ta hạ ngược lại có thể nói ra. Trước khi tiến vào bí địa, ta đã từng tham gia một hội ban đấu giá, ngồi ý muốn lấy được quả trứng thú được lấy từ trong hang ổ kim tuấn thú. Mà quả trứng thú này lại là trứng thành của tộc kim thánh thú. Bởi vì khi tức quả trứng này, kim tuấn thú mới có được con rối kim giả đưa cho ta. Kim tuấn thú lại lợi dụng trứng thú thành phục hai chân bên dưới của nó, do đó mới đạt được thành hóa thuận cùng ta, không tiến công Minh Nghị Tông nữa. Trứng thú vậy mà lại có thể phục hồi được hai chân cho kim tuấn thú ư? Sau khi kim tuấn thú rời khỏi, đệ tử vội vàng quay lại, lại không nghĩ tới vậy mà lại chịu vu tội. Cái ngày ta thác bàn nhang vây về nội tông bế quan 10 năm, nó dám tự mình ra khỏi, đuổi khỏi tông môn. Đệ tử tuân lệnh. Chuyện còn lại giao cho các người xử lý, ta quay về trước đây. Giờ cổ giờ, quả nhiên ta không nhìn nhầm người. Lần này chẳng qua đối diện với trưởng bối, ngươi phải tôn kính một chút, đặc biệt là trưởng lão nội tông. Đệ tử đã biết sai. Sư huynh, lần này cổ vân có kỳ công, có phải nên có một phần thưởng không? Đệ tử hổ thẹn không dám yêu cầu bất kỳ phần thưởng gì, cũng không biết hậu quán đầu hữu và những người khác có quay lại được hay không. Hậu quán mặc dù đã quay về, nhưng thân thể đã chịu trọng thương, sống không được bao lâu. Còn những đệ tử khác thì quay về lại không được một phần mười. Còn về phần thưởng, cổ vật, ngươi hãy đến nội tông rèn luyện thay đổi tính cách của ngươi đi, để ta tiến vào nội tông. Sư huynh, chuyện này là thật sao? Thái Nội Sông thật sự đã thu nhận cổ vân? Đây là quy định của tông môn, không phải là thứ ta và muội có thể quyết định. Qua mấy ngày nữa thì sẽ thấy được tin tức. Quay về trước đi. Chuyện này ngay cả tông chủ cũng không thể thay đổi. Ta có một loại dự cảm không tốt rồi. Cô đạo hữu, cuối cùng người cũng quay về rồi. Sư tôn nói nếu như quay lại thì lập tức tiến vào. Chúng ta đều bị sư tôn ngăn lại bên cửa, không biết rốt cuộc sự tồn muốn thế nào nữa. Sao vậy? Để ta vào xem. Hậu đạo hữu, tương trường lão đang ngăn chặn kinh mạch của ta, có thể để ta sống thêm vài ngày, nhưng trước lúc chết ta còn có thể nhìn được cổ đạo hữu cũng là may mắn. Ta rất cam lòng. Còn rất nhiều chuyện chưa làm rõ ràng. Con rối bí địa, nếu có con rối tiến công, Minh Nghị Tông chúng ta khó mà chống lại được. Đạo hữu không còn phải lo lắng nữa, sẽ không còn con rối nữa đâu. Nghe ta nói đi. Ồ, thì ra là như vậy.
Thì ra đằng sau lại là một vị tiền bối cao cường như vậy. Sợ rằng trong biển là tình, cũng khó có ai có thể địch được người ấy. Ê rằng đây chính là mục tiêu của cả đời một bậc thầy tiền bối chúng ta. Cũng như coi như giải quyết được một chuyện trong lòng rồi. Vĩ địa sẽ không khởi động lại nữa. Con rối thì cũng không có tác dụng nhiều. Không tới mấy năm, những bậc thầy con rối kia hưởng đại ngộ, hầu hĩnh sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng sẽ trở thành đệ tử bình thường. Đúng rồi, nội tông có lẽ sẽ chiêu mộ ta tiến vào. Có biết đạo hữu có biết điều gì về chị giáo hay không? Cái gì? Cô đạo hữu, dù sao cũng không thể tới nội môn. Chuyện này có thể đi cầu tông chủ cùng Trương trưởng lão. Tông chủ cùng Trương lão đều bỏ tay. Bọn họ nói đây là quy định của tông môn. Ngay cả thương trưởng lão cũng đã bỏ tay. Sợ rằng thực sự không có cách nào xoay chuyển. Ta vốn chỉ muốn người trở thành bậc thầy con rối, đệ tử nội môn đều phải trải qua tuyến chọn nghiêm khắc. Hơn nữa cha mẹ tổ thượng của bọn họ đều là người có địa vị cao cấp ở trong Minh Nguyệt tông. Chỉ có người khi nào phù hợp với hai điều kiện này thì mới có thể thành đệ tử của Minh Nguyệt tông. Vậy ta chỉ cần có cống hiến cực cao thì người có thể tiến vào nội tông trở thành đệ tử tập dịch. Điều này đối với đạo hữu mà nói là quá không công bằng. Dựa vào thân phận địa vị của đạo hữu, còn gì phải tiến vào nội tông? Ê rằng là do ta đã đắc tội với một vị trưởng lão nội tông. Nhưng hiện tại ta đã không còn con đường nào để đi nữa. Một khi rời khỏi Minh Nguyệt tông, vậy cũng không đồng nghĩa với việc phản bội đạo hữu. Lão già ta cũng không có tác dụng gì, sợ là không giúp mọi người. Tối trường vật này chính là thu tập kiếp này của lão phù. Có rất nhiều điểm chiến tích của con rối, tâm đất quan trọng cho người toàn bộ đó. Thứ này quá quý giá rồi, người có cũng có con rối nổi dội, không thể để lại cho bọn họ sao? Lòng ta đã quyết, chưa từng có chủ đầy nữa. Vậy ta tuân theo. Đối với hậu nhân của hậu đạo hữu, vì ta nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn. Còn đạo hữu, thời gian của ta không còn nhiều nữa, giúp ta gọi những đệ tử bất tài kia tới đây, ta có vài lời nói với bọn họ. Hồ đạo hữu cáo từ. Qua mấy ngày nữa thì ta sẽ tiến vào nội tông. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không có ai đuổi các người đi, nhưng sợ rằng ta khó mà quay về được, cho nên các người hãy sắp sớm tính toán đi. Tiền bối, chúng ta không đi, chúng ta sẽ chờ người quay về. Cô tiền bối, người đi đâu? Chúng ta sẽ theo người đi đó. Ta sẽ báo với trường lão. Chờ lúc các gác xếp này bị tông môn thu hoạch thì người sẽ đưa các người qua đó. Chẳng qua sau khi ta đi thì trong tông sẽ không phong phát linh thạch và đan dược cho các người nữa. Ta chỉ có thể để lại cho các người một ít. Các người hãy cố gắng tự lực mà sống sót đi. Nghe ngóng một phen, mấy người Trương Minh Nguyệt và Mặt Sẹo đều không quay về, có lẽ đã hạ xuống trong bi địa rồi. Hiện tại trong Minh Nguyệt tộc, tu sĩ linh đan kỳ mà ta có thể tín nhiệm chỉ có mỗi thương trường lão. Cô Vân, mau vào đi. Cô Vân, thật kỳ thật thì ta cũng không muốn người tới nội môn, nhưng chuyện này không phải là chuyện ta có thể quyết định. Chẳng qua ở trong nội môn ta có một vị vãn bối đồng tộc, người này gọi là Thường Thiếu Thụ, hy vọng hắn ta có thể quan tâm người một chút. Đã tạ tiền bối. Kỳ thật thì lần này đệ tử mới, một là một chào tạm biệt tiền bối. Ngồi ra, con có một chuyện muốn cầu xin. Sau khi ta đi thì tạp dịch trong gác shop đều không muốn rời đi. Một tạp dịch gọi là Lý Vũ Chính là hậu nhân của người bạn tốt của ta, hy vọng lúc những tạp dịch này bị nghỉ việc thì tiền bối có thể sắp xếp cho bọn họ một nơi ở. Ngươi thật là con lòng, con có thể nghĩ cho những tạp dịch kia thật là khó có được. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Đã tạ tiền bối, mặc dù rất muốn phó thác Ô Mộc Thạc Nhĩ, nhưng nếu như vậy thì Ô Mộc Nhĩ sẽ bị trói vào Minh Nguyệt tông mất. Mặc dù đạo con rối đã sa sút, nhưng những thứ này đều là những thứ cả đời hầu đạo hữu có được. Những điển tịch này mà đưa lại cho bản thân một phần, còn lại giao cho thương trưởng lão quản lý. Chỉ có giao cho tiền bối thì mới có thể khiến mọi bọn chúng phát dương quang đại. Cô Vân,
Sau ngươi cái tiến vào nội tông thì nhờ kỹ thay đổi tính khí của bản thân. Nội tông cao thủ như mây, hơn nữa đa số đều có bối cảnh, mà ngươi chỉ là một tên tạp dịch. Ta biết lòng ngươi không tâm, nhưng buộc phải ẩn nhẫn. Cho một ngày ngươi bước vào cảnh giới linh đà thì ta sẽ giúp ngươi một tay. Trương trường lão phùng mệnh của Thác Lạc trường lão, chúng ta muốn đưa một vị đệ tử gọi là Cổ Vân quay về nội tông. Tây hạ chính là Cổ Vân, sao bọn họ biết ta nơi này chứ? Đi thôi, Thác Bà trường lão nói có lẽ phải phòng ấn nội tông 3 năm, cho nên buộc phải nhanh một chút. Gặp như vậy lấy nào sợ ta chạy sao? Cổ Vân, vừa sau phải chú ý nhiều một chút. Cổ Vân, dựa theo quy định đệ tử tạp dịch tiến vào đất nội tông sẽ tạm thời phong bế thần thức của người. Ngươi đừng phản kháng, nhắm mắt đi. Nội tông thần bí như vậy sao? Còn làm ba cái trò này nữa. Tới rồi, có thể mở mắt rồi đó. Đây là linh lực nơi này phong phú quá. Chẳng qua nơi này lại quá dễ làm người khác chú ý, không thích hợp tĩnh tâm tu luyện. Ngươi đừng có chạy lên tinh, lát nữa sẽ có người giảng giải quy tắc của nơi này cho ngươi. Chỉ có một cái ghế đẹp, đó chính là phòng của cựu tạp dịch sao? Ngươi chính là Cổ Vân. Lão phu là Viện Phi, quản lý tất cả tạp dịch ở nơi này. Viên đạo hữu, ngay sau khi này chăm sóc nhiều hơn, không cần phải đà lễ. Trên bản chất ta cũng là một tạm dịch. Đi theo ta đi, đưa ngươi đi một vào một phòng. Nơi này chính là nơi quan trọng của nội tông, phải nhớ kỹ, ở nơi này không được tùy tiện đi lung tung. Dù sao thì cũng không được đa tội với các đệ tử nội tông, bằng không thì cũng chẳng qua chẳng có ai cứu nổi người đâu. Việc vật của chúng ta chủ yếu là nuôi dưỡng san hô, chỉ còn mỗi năm hoàn thành được việc được giao thì sẽ được thưởng linh đan và linh thạch. Lão phu vẫn luôn làm việc tại đây. Hiện tại thì tuổi đã lớn nhưng không có nhiều linh lực như vậy. Các trưởng lão nở tình ta vất vả nhiều năm đã cho ta ở đây làm quản dịch, quản lý tất cả tạp dịch. Thân thở vị tiền bối một này một mặt, nhưng linh lực trong thân thể lại tương đối dồi dào, đã đạt đến linh sư hậu kỳ đỉnh phong rồi. Nếu giữ sàn hồ cũng không được coi là khó, con có thể dùng hạ nhân. Chờ lát nữa ngươi có thể đi chọn vài người. Quà, đây là gì vậy? Mỗi một tập dịch đều còn phải chăm sóc 50 gốc sàn hồ, buộc phải quan sát sự biến hóa của sàn hồ bất cứ lúc nào. Vì để cho các những sàn hồ này đạt tới mức độ sinh trưởng nhanh nhất thì chúng ta phải dùng phương pháp đặc biệt để xử lý. Linh lực mỗi gốc sàn hồ đều là phân phối nghiêm khắc, không thể xảy ra một bất chút sai lầm nào. Lội chuyện bổ sung linh lực, mặc dù đã có hạ nhân, nhưng nếu bọn họ xảy ra sai sót thì chúng ta sẽ bị liên lụy. Ta sẽ giao cho người 20 gốc sàn hồ. Nếu như người thường mồm sư gió thì ta sẽ sắp cho người nhiều hơn. Nuôi dưỡng số liệu càng nhiều thì chỗ được lợi sẽ càng lớn. Muốn tiếp nhận nhiều hơn bất buộc phải có hạ nhân. Nhưng nếu như ngươi chọn được người linh lực cực yếu thì coi như ngươi xui xẻo. Số lượng hạ nhân cũng có giới hạn, không thể tùy tiện thay đổi. Đang dược và linh thạch ngược lại còn thiếu, vẫn nên nuôi dưỡng san hô thì tốt hơn. Như vậy có thể rút được ra chút thời gian tu luyện. Đi thôi, ta đưa ngươi đi chọn người. Đại nhân ơi, chọn ta đi, ta linh lực cấp 10 rồi đó. Ta cũng vậy, ta còn có kinh nghiệm nuôi dưỡng nữa. Chọn ta đi, chọn ta đi. Nội tông, minh nghiệt tông, vậy mà lại đối xử tu sĩ địa cấp. Chọn ta đi, cầu xin ngươi chọn ta đi. Hãy cho ta ra ngoài. Cả miệng, giả mà nói linh tinh, buộc phải chết. À, Cổ đạo hữu à, có thể lựa chọn rồi. Nhớ kỹ, chỉ có thể chọn 6 người. Không ngờ tới nội tông lại không có tính người như vậy. Đáng tiếc hiện tại cũng không giúp được gì cho bọn họ. Vì để cái việc nuôi dưỡng để san hô không để xảy ra sai lầm, ta vẫn cố gắng hết sức lựa chọn tu vi cao một chút. Hả?
Sao người này lại giống như Thang Sư Tôn vậy? Chẳng qua người này nhìn có vẻ như linh lực trẻ tầng 5, mà Thang Sư Tôn là cường giả cảnh giới linh đan. Ta muốn vị lão gia phía bên trong kia đi. À, cô đã hổ à, người này tivi không cao, hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn rồi. Mặc kệ là xét từ cái phương diện nào cũng không thích hợp cho lắm. Có muốn xem xét thêm không? Người này đi, mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng kinh nghiệm sẽ phong phú một chút. Sẽ không hấp ta hấp tấp giống như những trẻ tuổi, tu sĩ trẻ tuổi. Ngộ nhỡ hắn thực sự là sư tôn. Ai, ta cũng không nói nhiều nữa. Đều là do cổ đạo hữu tự mình lựa chọn. Tiếp tục chọn đi, bên trong vẫn còn rất nhiều người. Hả? Ba nhân vật này sao? Đã đủ 6 người. Ta sẽ đưa bọn họ đi tắm rửa một phen, sau đó sẽ đưa tới nơi của người. Đây là sách hướng dẫn nuôi dưỡng san hô, ngươi hãy đọc cho kỹ. Có một số quy tắc nội tông lát nữa sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Giữ san hô nhất định không để được xảy ra sai lầm. Cho dù ngươi vừa mới đến nơi cũng không được. Trừng phạt nặng sẽ là thứ ngươi không tưởng tượng ra được đâu. Đi rồi, ngươi tới dưỡng thực viện chờ trước đi. Ta sẽ phân 12 cốc san hô cho ngươi. Dù sao cũng không thể để xảy ra sai lầm. Làm nhiều được nhiều. Các ngươi cũng không muốn quay trở lại nhà giam kia đúng không hả? Nhìn hắn ta có vẻ không biết ta. Lẽ nào người này thực sự chỉ đơn thuần là có tướng mạo giống như Thần Sư Tôn thôi sao? Nuôi san hô à? Ngươi có phải họ Thần không? Cổ vực, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Chờ tới khi trời tối, chăm sóc san hô có thể tạm dừng. Thực sự là san sư tốt. Trưởng lão cảnh giới linh đan đứng đầu của thành sườn một sao lại rơi vào tới cái tình cảnh này chứ? Ai, buổi tối ăn cái gì đây? Không ngờ tới ta thật sự có thể ra khỏi cái nhà giam kia. Đêm đến tới nhà cỏ của ta. Bái kiến sư tôn. Ngươi vậy mà lại là cổ vân thật. Ta không ngờ tới kiếp này là có thể nhìn thấy bạn cũ. Sư tôn, sao linh lực của ngươi lại mất sạch vậy? Không phải là người ra ngoài lịch luyện hay sao? Nơi này có không ít đan dược linh thạch, không biết có thể giúp đỡ được sư tôn hay không? Ai, đan dược và linh thạch đã không còn bất kỳ tác dụng gì với ta nữa rồi. Ta có sống tới hiện tại hoàn toàn dựa vào chút sức mạnh linh đan còn sót lại trong thân thể. Sức mạnh linh đan của ta tiêu hao hết sạch, cũng sẽ là ngày chết của ta. Ngược lại tiểu tử ngươi à, đã tiến cấp linh sư, chẳng qua sao ngươi lại tới nơi này? Lẽ nào sau khi ngươi thu thập linh dược không quay về Nam Nhạc Quốc sao? Một đường này của đệ tử cũng khá khảo cổ. Gia tộc Phụng Minh kỳ thật thì ra là như vậy. Lý Việt Tông trong ngũ đại tông môn của Nam Quốc chúng ta thật ra đã sớm lén lút thông đồng với gia tộc Phụng Minh trong chỗ tối. Bắt đầu chính là tu sĩ của Lý Việt Tông dẫn dụ ta tới nơi này. Mà thôi, ta cũng không muốn nhắc lại những chuyện này nữa. Dù sao thì đại hạn của lão phù cũng đã tới. Có thể sống một ngày thì biết một ngày. Biển Latin này đâu phải là nơi nên ở lâu lại lâu. Ta khuyên ngươi nên nghĩ cách rời khỏi nơi này đi. Sáng sớm ngày hôm nay hãy quay về Nam Nhạc Quốc đi. Nếu như có cơ hội, ta tự nhiên muốn quay Nam Nhạc Quốc. Chẳng qua hiện tại rời khỏi nội tông đã không phải là chuyện đơn giản, càng đừng nói tới cái chuyện quay về Nam Nhạc Quốc. Nếu như có cơ hội, ta tự nhiên sẽ muốn quay về Nam Nhạc Quốc. Chẳng qua hiện tại rời khỏi nội tông này đã không phải là chuyện đơn giản, càng đừng nói tới chuyện quay về Nam Nhạc Quốc. Ta ngược lại có một con đường quay về Nam Nhạc Quốc, chỉ là muốn xuyên qua con đường đó, tu vi ít nhất phải cần đạt tới linh đan cảnh mới được. Huống chi nếu như người có thể quay về, có thể giúp ta làm một chuyện hay không? Mời sư tôn nói, đệ tử chắc chắn sẽ làm được.
Đại hạn của ta đã tới. Điều tra, điều ta lo lắng nhất là các tộc nhân của ta. Ta không quay về thời gian dài, địa vị của thần già sẽ dần dần suy yếu. Nếu như có cơ hội thích hợp, hãy giúp thần gia ta một hai lần. Sư tổ yên tâm, đệ tử sẽ không phụ sự ý thác của sư tổ. Đa tạ. Bắt đầu từ hiện tại, hai người chúng ta sẽ giả bộ thành không quen biết nhau. Trước lúc đại hạn của ta tới, ta sẽ dốc hết sức giúp người nuôi dưỡng san hô. Điều ngươi cần làm là cố gắng hết sức thăng cấp tu vi của bản thân. Được rồi, đừng ở lại nơi này lâu. Đa tạ sư tổ. Phong quốc cổ vật, tu sĩ khác hiện tại có lẽ là đang đỉnh tầm tu luyện. Tới không gian hỗn độn xem. Đây có sự thay đổi hơi lớn đó. Thạch trùng, vậy mà lại có cảm giác giống như linh thạch vậy. Nó vẫn còn đang ngủ nữa. Quả trứng thánh, kim tuấn thú, thạch trùng đều có điểm bất thường. Đáng tiếc, ta có lòng nhưng không có sức. Thời gian cấp bách buộc phải nghĩ cách trở nên mạnh hơn mới được. Con rối của hậu quản đại sư chế tác tinh xảo, tuyệt đối là vật phi phạm. Lần trước mặc dù đã bán ra khá nhiều con rối ở hậu hội đấu giá con rối, nhưng mà nơi này vẫn còn cất giấu rất nhiều như vậy. Hơn nữa còn là nhiều chủng loại khác nhau. Nếu như dùng nó để bố trí vào cái thập thất nhị tuyệt trận, nhất định sẽ vô cùng lớn mạnh. Hơn nữa các con rối khác nhau cũng sẽ mang tới càng nhiều phiền phức cho người phá trận. Con rối thành con rối tự bạo. Nếu như thật sự có người có thể phá được kiếm trận, nhưng con rối này sẽ im lặng xuất hiện cho đối thủ một cách chí mạng. Trong vài ngày tiếp theo, cổ vân nuôi dưỡng sàng hồ dần dần từng bước. Có sự giúp đỡ của thần trưởng lão, cổ vân trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đây là đan dược và linh thạch. Mọi người làm cho tốt, những thứ này đều sẽ được thưởng cho mọi người. Cái này, chúng ta tiến vào nội tông làm những chuyện khổ sai này, không thể tự bỏ cũng không thể rời khỏi đây. Bắt nạt hạ nhân chính là thú tiêu khiển duy nhất. Đúng vậy đó, hắn ta vậy mà lại được còn tùy ý phân phát đan dược và linh thạch. Quá là chưa từng nghe thấy. Từ nay về sau dựa vào các người đó, lấy nhiều một chút đừng có khách sáo. Thật sự là quá cảm tạ. Mấy ngày nay còn lo lắng phát bạc nhàn và vị trưởng lão kia sẽ tới đây tìm ta gây sức, gây phiền phức. Xem ra ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Còn phải tìm thương thiếu thù mà thương trưởng lão giới thiệu. Nhưng hiện tại chỉ là một tệ đệ tử tập dịch. Sợ rằng hắn ta cũng không giúp được ta. Hơn một tháng sau, quả trứng bắt đầu nứt rồi. Còn gì đây? Sao giống con người quá vậy? Trứng thánh này vậy mà lại khiến cho ta sống lại, cường hóa xác thịt thân thể ta. Ta thực sự trong họa có phúc. Đây là đâu? Tại sao lại giống như tờ thiên vậy? Tờ thiên thì trong cái viên đá sinh ra, còn con khỉ này thì trong cái trứng sinh ra. Ngoại trừ linh thảo thì không có yêu thú, cũng không có bất kỳ nhân loại nào, không có bất kỳ sinh linh nào khác nữa. Nếu ta lại tới được cái nơi như thế này, ta nhớ ta đã bị một tu sĩ nhân loại chém đứt hai chân, kéo dài hơi tàn, bị nhốt trong cái bí địa hơn nghìn năm. Có thể lợi dụng việc con rối đã tiếp xúc với bên ngoài. Lúc không thể kiên trì được nữa thì cổ vân mang thiệt trứng thánh xuất hiện. Đây chính là cái trứng thú mà kim tuấn thú, cái mang thai nhiều năm trong toàn thể, đồng thời được tẩm bổ vô số thiên tài địa bảo của trời đất. Vốn dĩ dùng để tôi thể luyện hồn của kim tuấn thú tuổi nhỏ. Vì trưởng thành trải qua đường cho con đường vương giả chí bảo vô thượng. Đối với ta mà nói chính là đưa than trong ngày tuyết rơi, chính là kỳ tích. Trứng thánh không chỉ hồi phục thân thể của ta, hơn nữa đã cường hóa đó, đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ.
Trong cả biển Tinh La này, ngoại trừ những hung thú thượng cổ cực kỳ hy hữu ra, căn bản ta không có ai là đối thủ của ta. Nhưng mà vừa mới trốn thoát ra ngoài khỏi cấm địa này, lại rơi vào khốn cảnh một ngục giam khác. Cổ Vân, Minh Nguyệt Tông, thả ta ra ngoài, bằng không chờ lão phù tự mình ra ngoài thì sẽ giết sạch tất cả các ngươi, luyện hóa hồn phách. Mẹ ra chứ, vậy mà lại không trả lời ta. Đi lâu như vậy rồi mà một mảnh linh thạch mình mong bát ngát, lại là do tiểu tử kia trồng hay sao? Ta sẽ phá hủy mảnh linh thảo đầy của các ngươi. Hả? Linh lực này đã giam cầm linh lực của ta? Khốn nạn! Vậy thì ta sẽ nhổ chết tiệt. Cổ Vân, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ta nhổ. Hả? Cái gì? Sao vẫn có thể sinh trưởng được? Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào vậy? Dù sao thì hắn ta cũng không làm được gì trong cái không gian hỗn độn. Bản tính do hắn ta mà ra, rèn luyện tính cách của hắn ta vậy. Hơn nữa trải qua cái sự tẩy rửa của trứng thánh, sợ rằng thực lực của hắn ta đã tăng lên không ít. Muốn khống chế được hắn ta, căn bản chính là người ngốc nói mơ. Chỉ cần Kim Tuấn Thú không gây ra thêm bất cứ việc loạn gì là được rồi. May mà Kim Nguyên Cổ Thần vẫn đang ngủ say, bằng không nhất định sẽ giận tím mặt. Dài tháng sau. À, ta nhóm lửa. Vãi chưởng chưa, khi đột mà cũng biết nhóm lửa kìa. Không nghĩ ấy có ngày tìm được cái mảnh rừng linh thụ này. Sau khi trọng sinh vào cái thân thể đã linh hoạt hơn nhiều. Ban đầu vì giải sầu đã luyện được một tay nghề tốt, hiện tại càng là thuận buồm xuôi gió. Xây cái căn nhà bằng linh mộc thượng đẳng này còn có linh quả để lót dạ. Ai chết có thể tiếp tục sống, tuy không phải là vấn đề. Lúc này ta tìm được cái gốc cây hy trà lớn, cái lá trà này cũng là một thứ rất là lớn rồi chứ. Về sau nhất định phải nghĩ cách làm sao để thoát ra ngoài. Cổ Vân, không, ta muốn giết sạch tất cả mọi người. Linh thể thần thức, coi như ngươi thông minh. Chính ngươi đã ném ta tới nơi này đúng chứ? Mặc dù không biết là nơi nào, nhưng vô cùng siêu phẩm. Tới tiểu tử này có thể phát hiện ra nơi này, cũng coi như là có chút bản lĩnh. Kệ đi, điều kiện, để thả ta ra ngoài. Dựa vào tu vi của tiền bối sao ta dám để tiền bối rời khỏi nơi này chứ? Sợ rằng ngươi sẽ lộc tung cái biển Tình La Điện. Cũng phải tìm cho ra ta để phân thay tình và ân đoạn. Cổ Vân đạo hữu à, lão phu có thể hứa hẹn. Lời hứa của tiền bối ta sẽ không tin tưởng nữa. Chờ tới trước khi thời cơ chín muồi, chỉ có thể uất ức tiền bối rồi. Ngươi lẽ nào là muốn ép ta phải ra tay sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta không có thủ đoạn nào khác. Bởi vì ta lo lắng tiền bối sẽ ra tay, nên phải chờ tới vài tháng nữa mới gặp mặt tiền bối. Bằng không ta sớm đã tới gặp mặt tiền bối rồi. Thật ra cũng không cần tiền bối chờ quá lâu. Huống chi ta không có hy vọng tiến cấp cảnh giới linh đàn, sợ rằng chưa tới 300 năm, tiền bối có thể lấy được tự do một lần nữa. Lẽ nào lão phu cần phải chờ mong người tiến cấp linh đàn thất bại? Ngươi đã đạt được bảo địa như vậy, linh đàn nơi này gần như vô hạn, nếu thất bại thì mới lạ đó. Cho dù ngươi tiến cấp cảnh giới linh đàn vẫn sẽ không thả ta ra rời khỏi, lão phu còn phải chờ ngươi tiến cấp cảnh giới linh tồn hay sao? Vậy thì đó là chuyện của tiền bối, ta cũng chỉ có thể làm tới vậy thôi. Chẳng qua nếu tiền bối cần cái gì, ta ngược lại sẽ dốc hết sức đáp ứng. Được rồi, ta tạm thời đồng ý với người, chẳng qua nơi này của người quá trống rỗng, kiếm vài con linh thú thả vào đây cho ta đi, ngồi ra dẫn vào một hồ linh tuyền. À đúng rồi, tìm cho ta một số đàn lư. Nơi này nhiều linh thảo như vậy, ta có thể nghiên cứu một chút con đường luyện đàn. Ta không nhìn ra được Kim Tuấn Thú này lại là một ham học đa tài.
đang lưu ngược lại có vài cái chỉ là yêu thú thì và linh tuyền căn bản không tìm được ở nơi nào. Sao không nói gì? Điều kiện đơn giản như vậy ngươi cũng không thể đồng ý với ta. Nếu như đoán không sai, nơi này chắc chắn có thông đạo đặc biệt nào đó liền nối với thế giới bên ngoài. Chỉ cần tìm được đạo thông này ra ngoài chỉ là chuyện sớm muộn. Tiền bối, không phải là ta không đồng ý. Vào khoảng thời gian không lâu trước đây, ta đã trở thành đệ tử tập dịch của nội tông Minh Nguyệt Tông. Mà nội tông dường như có một không gian độc lập dưới đáy biển, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.